Đài radio Rondit Salit 2001 này là hàng sản xuất tại Đức đó. Này 13 băng tần ha, AM, FM, các đài sóng ngắn đó, 13 băng tần. Anten là anten 2 tầng ha, rất là cao. Anten này rất là cao. Rồi để em test cái FM nha. FM bấm đây. Này bật lên cái chế độ này. FM là bắn đàn ở ba cái cục vô sóng này khác nhau ha, FM. Đó. Mang tính nhảy múa để có cái sự vui nhộn đúng với cái hồn nhiên ở cái lứa tuổi học trò. Chúng tôi được biết là anh vừa sáng tác một ca khúc mới cho thiếu nhi, đó là bài hát Chiếc Kẹo Bắc. For training and sports activities and take a good care of union members and workers through the trade union trade market. Rồi, mấy băng tần sóng ngắn này mình cũng không quan tâm nè. Rồi AM ha. Em bấm nào. AM giờ nó cũng không có đài nhiều, nhưng mà bên AM là tiếng nó hơi nhỏ một chút. Tất cả là mạch điện đồ này kia là nguyên zin hết nha, cái này là chưa qua sửa chữa gì đâu. Đài hoạt động nói chung là rất là tương đối tốt, còn tương đối đẹp. Đó, đèn đốm đồ đầy đủ này, đèn báo cột sóng nè, rồi đèn cột dò cột sóng nè. Đó. 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 Này cột sóng thứ hai, cột sóng thứ ba là FM nè. AM has become complicated with increasingly sophisticated. Niềm vui được gặp bác Hồ luôn con đàn cho chạy theo muôn hoa lung linh khoe sắc hương.